đứng tại ấp Tân An mới, xã Tân An, huyện Càng Long ở tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay chúng em đang chuẩn bị khởi công xây dựng một cây cầu mới cho nông thôn số 42 nằm trong dự án của chùa Long Bủ, với sự tài trợ của các mạnh thường quân và của hội Chánh Kiến. Quý anh chị gần xa muốn ủng hộ chương trình xây dựng cầu, làm từ thiện ủng hộ cho tỉnh Trà Vinh thì liên hệ hội Chánh Kiến. Mỹ Nhân ơi, Simi sẽ liên hệ với quý vị để chuyển tiền đến đúng người, đúng mục đích. Và tất cả cái việc làm thiện nguyện này sẽ được chịu trách nhiệm bởi thầy Thích Minh Trí của chùa Bủ Long. Dạ, Long Bủ. Chùa Long Bủ nha quý vị. Trời, xong.